Thưa quý vị, những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện siêu hạ tầng kết nối, tạo đòn bẩy phát triển đô thị thông minh. Và theo đó, Thành phố Thủ Đức trở thành nút giao hội tụ tất cả các loại hình giao thông hiện đại. Hệ thống VinBus của tập đoàn VinGroup được đưa vào vận hành từ tháng 1 năm 2022 tại khu đô thị Vinhome Grand Park. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2022, VinBus chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn toàn thành phố, trở thành tuyến xe điện đầu tiên kết nối với hệ thống vận tải công cộng chung của Thành phố Hồ Chí Minh. VinBus sử dụng năng lượng sạch và không phát thải, đây cũng là xu thế hiện nay của mô hình xe buýt điện thế hệ mới trên thế giới. 5 tuyến xe buýt điện thông minh, tiện nghi, hội tụ nhiều công nghệ hiện đại đều có lộ trình xuất phát từ Vinhome Grand Park đến các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố.